Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bản thân luôn cảm thấy khác biệt, như thể bạn đang đi trên con đường mà chỉ một số ít người nhìn thấy? Những trùng hợp kỳ lạ hay một động lực nội tâm kiên định mà người khác không hiểu được? Có lẽ bạn đã trải qua những khoảnh khắc gần như phép màu, hoặc luôn cảm nhận thấy một mục đích mạnh mẽ và khó giải thích, hướng dẫn từng bước đi của bạn. Trong video này, chúng tôi sẽ tiết lộ 5 dấu hiệu bất ngờ cho thấy bạn là người được chọn và khác biệt so với số đông. Việc nhận ra và hiểu được khả năng đặc biệt này có thể ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn. 1. Cảm giác lạc lõng. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn là người được chọn và khác biệt so với phần còn lại của thế giới là cảm giác lạc lõng. Cảm giác không thuộc về hoặc khác biệt so với những người xung quanh là trải nghiệm chung của những người có con đường tâm linh độc đáo. Bạn thường xuyên tự hỏi về những chuẩn mực và giá trị của xã hội, cảm thấy mình là người ngoài cuộc trong các tình huống xã hội, tại nơi làm việc, hoặc thậm chí trong chính gia đình mình. Dù khó khăn, cảm giác này là một dấu hiệu cho thấy bạn được định sẵn cho một điều gì đó lớn lao hơn. Cảm giác lạc lõng này thường xuất phát từ sự nhận thức sâu sắc bên trong rằng bạn đang trên một hành trình riêng biệt, nhận ra con đường của mình khác biệt so với những người xung quanh, và nhận thức này có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận ra rằng cảm giác khác biệt này là dấu hiệu của mục đích và sứ mệnh đặc biệt. Vì cảm giác lạc lõng, bạn có thể có khao khát mãnh liệt tìm kiếm nhóm thực sự của mình, những người hiểu và đồng cảm với trải nghiệm và quan điểm của bạn. Kết nối với những người có cùng chí hướng có thể giúp bạn cảm thấy được thuộc về và được hỗ trợ. Những mối quan hệ này có thể giúp bạn cảm thấy vững vàng và ít cô đơn hơn trên hành trình của mình. Cảm giác lạc lõng cũng có thể thúc đẩy bạn tìm kiếm sự thật sâu xa và ý nghĩa cao hơn. Không hài lòng với những khía cạnh hời hợt của cuộc sống và luôn tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới. Cuộc tìm kiếm này là một phần quan trọng của hành trình tâm linh của bạn. Sự nhận thức về bản thân là người khác biệt cũng có thể khiến bạn trở nên đồng cảm và hiểu biết hơn. Vì bạn biết cảm giác của người ngoài cuộc như thế nào, bạn có xu hướng tiếp cận và giúp đỡ những người cảm thấy tương tự. Sự đồng cảm và hiểu biết này có thể mang lại sự an ủi và hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn, biến bạn thành nguồn sáng và chữa lành cho người khác. Điều quan trọng là chấp nhận cảm giác lạc lõng và xem nó như một món quà thay vì một gánh nặng. Cảm giác không phù hợp này là dấu hiệu cho thấy bạn được định mệnh tạo ra con đường riêng cho mình và tạo ra một cách sống độc đáo trong thế giới. Để đối phó với cảm giác này, điều cần thiết là thực hành tự chấp nhận và tự yêu thương. Hiểu rằng những khác biệt là điều làm bạn đặc biệt và rằng bạn có một vai trò độc đáo trong bức tranh lớn hơn của cuộc sống. Hãy bao quanh mình bằng những người trân trọng và tôn vinh sự độc đáo và tạo ra một cuộc sống phù hợp với con người thật của bạn. 2. Sự trùng hợp và dấu hiệu đáng chú ý. Dấu hiệu thứ hai cho thấy bạn là người được chọn là sự xuất hiện thường xuyên của các trùng hợp và dấu hiệu trong cuộc sống của bạn. Những sự trùng hợp có ý nghĩa này không phải là những sự kiện ngẫu nhiên. Chúng là những thông điệp từ vũ trụ hướng dẫn bạn trên con đường độc đáo của mình. Những trùng hợp này thường xuất hiện đúng vào thời điểm thích hợp, mang lại cho bạn sự hướng dẫn, động viên, hoặc sự hiểu biết sâu sắc hơn về một tình huống. Những sự kiện này có thể bao gồm việc thấy những con số lặp lại, gặp cùng một biểu tượng, hoặc các sự kiện quan trọng diễn ra theo cách hoàn hảo mà khó có thể coi là ngẫu nhiên. Khi trải nghiệm những trùng hợp này, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ. Những khoảnh khắc này chỉ dẫn rằng bạn đang đi đúng hướng với mục đích cao cả và được hỗ trợ trong hành trình của mình. Dấu hiệu có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, một bài hát cụ thể trên đài phát thanh mà liên quan đến tình huống hiện tại của bạn, một cuốn sách hoặc bài báo cung cấp chính xác thông tin bạn cần. Động vật cũng có thể là những sứ giả, xuất hiện trong cuộc sống của bạn theo những cách có ý nghĩa. Ví dụ, nhìn thấy một con vật cụ thể nhiều lần có thể mang thông điệp biểu tượng liên quan đến hoàn cảnh cuộc sống của bạn. Để nhận ra và diễn giải những dấu hiệu này, điều quan trọng là phải luôn mở lòng và nhận thức, chú ý đến các mẫu và chủ đề xuất hiện trong cuộc sống. Tin vào trực giác của mình khi điều gì đó có vẻ quan trọng, ngay cả khi bạn không thể giải thích ngay lập tức lý do tại sao. Suy ngẫm về những trải nghiệm này có thể tiết lộ những hiểu biết sâu sắc hơn và hướng dẫn bạn đến những bước tiếp theo. Những trùng hợp và dấu hiệu thường đóng vai trò như những cú thúc nhẹ để giúp bạn giữ đúng hướng. Chúng cũng có thể là những cuộc gọi thức tỉnh, nhắc nhở bạn chú ý đến những khía cạnh nhất định trong cuộc sống cần thay đổi hoặc phát triển. Đón nhận những thông điệp này có thể dẫn đến những biến đổi và sự hiểu biết sâu sắc hơn về mục đích sống. Đôi khi, những trùng hợp này có thể mang một số người vào cuộc đời bạn, những người được định sẵn để hỗ trợ hoặc dạy bạn.
những cuộc gặp gỡ này có vẻ ngẫu nhiên, nhưng chúng được sắp xếp bởi một quyền lực cao hơn để giúp bạn phát triển và tiến hóa. Mở lòng đón nhận những kết nối này có thể làm phong phú thêm hành trình của bạn và mang lại những cơ hội quý giá để học hỏi và hợp tác. 3. Độ nhạy cảm cao. Dấu hiệu thứ 3 cho thấy bạn là người được chọn và khác biệt so với phần còn lại của thế giới là độ nhạy cảm cao. Độ nhạy cảm này không chỉ là cảm xúc mà còn bao gồm cả các giác quan vật lý và tinh thần, cho phép bạn cảm nhận mọi thứ ở mức độ sâu hơn so với hầu hết mọi người. Độ nhạy cảm cao có nghĩa là bạn nhạy bén hơn với các năng lượng tinh tế xung quanh, có thể cảm nhận được cảm xúc và ý định của người khác thường trước khi họ nói ra. Điều này làm bạn trở thành người lắng nghe xuất sắc và một người cảm thông, thực sự hiểu và đồng cảm với những gì người khác đang trải qua. Khả năng nhận ra những dấu hiệu cảm xúc này cho phép mang lại sự an ủi và hỗ trợ cho những người cần, biến bạn thành một người chữa lành và tư vấn tự nhiên. Về mặt tinh thần, độ nhạy cảm cao có nghĩa là bạn cởi mở hơn với việc nhận thông điệp từ vũ trụ. Đó có thể là những giấc mơ sống động, những dự cảm tiên tri, hoặc một cảm giác biết rõ ràng hướng dẫn các quyết định của bạn. Độ nhạy cảm tinh thần này giúp bạn duy trì kết nối với mục đích cao cả và điều hướng con đường của mình với sự rõ ràng và tự tin. Do độ nhạy cảm cao, bạn cũng có thể thấy mình bị ảnh hưởng sâu sắc bởi năng lượng của những người xung quanh. Môi trường tiêu cực hoặc các mối quan hệ độc hại có thể làm cạn kiệt năng lượng, khiến bạn cảm thấy kiệt quệ. Điều quan trọng là phải tạo ra một không gian nuôi dưỡng sức khỏe và bao quanh mình với những người nâng đỡ và hỗ trợ. Thực hành tự chăm sóc và đặt ra những ranh giới lành mạnh là cần thiết để duy trì sự cân bằng và bảo vệ năng lượng. Độ nhạy cảm cao không phải là một điểm yếu. Đó là một công cụ mạnh mẽ cho phép kết nối với thế giới theo một cách sâu sắc. Hãy đón nhận độ nhạy cảm này và sử dụng nó để làm phong phú cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người xung quanh. Bằng cách công nhận và nuôi dưỡng món quà này, bạn có thể tiếp tục phát triển tinh thần và tạo ra tác động tích cực lên thế giới. 4. Ý thức mạnh mẽ về mục đích. Dấu hiệu thứ 4 cho thấy bạn là người được chọn và khác biệt so với phần còn lại của thế giới là ý thức mạnh mẽ về mục đích. Ý thức về mục đích này là lực lượng dẫn dắt trong cuộc sống, giúp bạn duy trì tập trung và động lực ngay cả khi đối mặt với những thử thách và trở ngại. Có một ý thức mạnh mẽ về mục đích có nghĩa là bị thúc đẩy bởi một niềm tin nội tại sâu sắc rằng cuộc sống của bạn có ý nghĩa và giá trị. Không hài lòng với việc chỉ đơn giản đi qua các giai đoạn hoặc theo đuổi đám đông. Thay vào đó, bạn bị thúc đẩy để theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình với đam mê và quyết tâm. Sự thúc đẩy nội tại này giúp bạn khác biệt so với những người có thể thiếu định hướng hoặc động lực. Ý thức về mục đích thường thể hiện bằng một tầm nhìn rõ ràng về những gì bản thân muốn đạt được, những mục tiêu và khát vọng cụ thể, và bạn sẵn sàng nỗ lực và cống hiến cần thiết để đạt được chúng. Sự tập trung này giúp vượt qua sự phân tâm và giữ vững lập trường ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Không dễ bị lay truyền bởi ý kiến hay mong đợi của người khác vì bạn tự tin vào con đường và mục đích của mình. Ý thức mạnh mẽ về mục đích cũng mang lại cho bạn sự kiên cường, không dễ dàng bỏ cuộc. Thay vào đó, bạn coi những thất bại và thử thách là cơ hội để học hỏi và phát triển. Hiểu rằng mỗi trở ngại là một phần của hành trình và việc vượt qua chúng sẽ làm bạn mạnh mẽ và có khả năng hơn. Sự kiên cường này cho phép bạn tiếp tục tiến về phía trước bất kể những khó khăn gặp phải trên hành trình. Bạn cảm thấy được kêu gọi để đóng góp vào điều gì đó lớn hơn bản thân mình, dù là thông qua sự nghiệp, các mối quan hệ hay cộng đồng. Mong muốn giúp đỡ người khác và tạo ra sự khác biệt là một phần quan trọng trong những gì làm bạn trở thành người được chọn. Không chỉ tập trung vào thành công của riêng mình, mà còn vào cách bạn có thể sử dụng tài năng và khả năng của mình để mang lại lợi ích cho người khác. Ý thức mạnh mẽ về mục đích cũng mang lại sự thỏa mãn và hài lòng. Khi sống phù hợp với mục đích của mình, một cảm giác mãn nguyện và niềm vui sâu sắc, biết rằng bản thân đang đi đúng hướng và rằng cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Sự thỏa mãn này là điều mà nhiều người tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm thấy, và đó là bằng chứng cho lời kêu gọi đặc biệt của bạn. Để nuôi dưỡng và duy trì ý thức về mục đích, điều quan trọng là duy trì kết nối với bản thân bên trong. Dành thời gian để suy ngẫm về mục tiêu và khát vọng và đảm bảo rằng chúng phù hợp với giá trị và niềm tin của bạn. Bao quanh mình với những cá nhân ủng hộ và có cùng chí hướng, những người khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn. Và quan trọng nhất, hãy tin tưởng vào hành trình của mình và có niềm tin rằng bạn đang ở đúng nơi bạn nên đến. 5. Sự tò mò mãnh liệt. Dấu hiệu thứ 5 cho thấy bạn là người được chọn và khác biệt so với phần còn lại của thế giới là sự tò mò mãnh liệt.
Sự tò mò này thúc đẩy bạn không ngừng tìm kiếm kiến thức, khám phá những ý tưởng mới và hiểu các sự thật sâu sắc của cuộc sống. Sự tò mò mãnh liệt có nghĩa là không bao giờ hài lòng với những câu trả lời hời hợt. Một mong muốn không ngừng nghỉ để đào sâu, đặt câu hỏi và thách thức sự thông thái truyền thống. Sự thúc đẩy để hiểu thế giới xung quanh giúp bạn khác biệt so với những người hài lòng với việc chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ theo bề ngoài. Sự tò mò là một lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển và phát triển của bạn. Luôn háo hức học hỏi điều gì đó mới mẻ, dù là một kỹ năng mới, một văn hóa khác hay một khái niệm phức tạp. Sự cởi mở với những trải nghiệm mới này làm phong phú cuộc sống và mở rộng quan điểm của bạn. Nó cho phép bạn nhìn thấy những kết nối giữa các ý tưởng tưởng chừng không liên quan và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Sự tò mò này cũng có nghĩa là bạn là người học hỏi suốt đời. Tin rằng luôn có nhiều điều để học hỏi và khám phá, bất kể bạn đã biết bao nhiêu. Tâm lý này giữ bạn khiêm tốn và cởi mở, và nó thúc đẩy bản thân không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Dù là thông qua việc đọc sách, du lịch hay tham gia vào các cuộc trò chuyện sâu sắc, bạn luôn tìm kiếm những cách để mở rộng kiến thức và hiểu biết. Sự tò mò không chỉ là trí tuệ mà còn là tinh thần, một mong muốn sâu sắc để hiểu các bí ẩn của cuộc sống và vũ trụ, hướng dẫn bạn khám phá các triết lý, tôn giáo và thực hành tinh thần khác nhau. Bạn đang trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống, và hành trình này hình thành niềm tin và giá trị của bạn. Sự tò mò mãnh liệt cũng làm bạn trở thành một người quan sát tinh tế, nhận thấy các chi tiết mà người khác có thể bỏ qua. Khả năng quan sát và phân tích thế giới xung quanh cho phép bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và nhận thấy những cơ hội mà người khác có thể bỏ lỡ. Sự tò mò mang lại một quan điểm độc đáo và cho phép điều hướng cuộc sống với cảm giác kinh ngạc và khám phá. Khi đối mặt với một thử thách, bạn không chỉ chấp nhận nó như nó vốn có, thay vào đó, tiếp cận nó với sự tò mò và mong muốn hiểu các nguyên nhân cơ bản. Điều này cho phép bạn đưa ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả, thúc đẩy bạn tiếp tục đặt câu hỏi cho đến khi tìm thấy câu trả lời thỏa mãn. Để nuôi dưỡng và điều chỉnh sự tò mò mãnh liệt của bạn, điều quan trọng là tạo ra một môi trường khuyến khích khám phá và học hỏi, bao quanh mình bằng những tài liệu kích thích trí óc, chẳng hạn như sách, phim tài liệu và các cuộc trò chuyện đầy thú vị. Tìm kiếm những trải nghiệm thách thức suy nghĩ và mở rộng những ý tưởng mới. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ đánh mất cảm giác kinh ngạc và mong muốn hiểu thế giới. Nhìn lại những dấu hiệu trên, chúng ta thấy rằng mỗi người đều có những tiềm năng đặc biệt và một hành trình riêng biệt để khám phá và phát triển. Những dấu hiệu này không chỉ giúp nhận ra rằng bạn là người đặc biệt, mà còn khuyến khích bạn đón nhận và tận dụng chúng để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình và những người xung quanh. Khi hiểu và chấp nhận những khác biệt và tiềm năng của mình, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và tràn đầy động lực để theo đuổi những mục tiêu cao cả. Sự nhận thức về bản thân là người được chọn không phải để tách biệt, mà để nhắc nhở rằng mỗi chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong bức tranh lớn của cuộc sống. Hãy sử dụng những món quà này để đóng góp cho cộng đồng, giúp đỡ người khác và lan tỏa tình yêu và ánh sáng mà bạn mang trong mình. Hãy nhớ rằng hành trình của mỗi người là duy nhất và không có con đường nào giống nhau. Sự khác biệt là điều làm bạn đặc biệt và đáng trân trọng. Đừng sợ hãi trước sự độc đáo của mình mà hãy ôm lấy nó, phát triển và để nó dẫn dắt bạn đến những đỉnh cao mới. Hãy tin vào trực giác, lắng nghe những dấu hiệu từ vũ trụ và luôn kiên định với mục tiêu và giá trị của mình.